조건, 같이 축구하자. Quân ơi, chơi bóng đá đi. 미안해. 지금은 축구 못해. Xin lỗi, bây giờ tớ không chơi bóng đá được. 왜 못해? Tại sao không? 어디 갈 일이 있어? Tớ có việc phải đi. 어디 가는데? Cậu đi đâu? 학원 가. Tớ đến lớp học thêm. 언제 끝나? Khi nào cậu xong? 5시쯤. Khoảng 5 giờ. 그럼 우리는 축구장에서 기다리고 있을게. Chúng tớ chờ cậu ở sân bóng đá nhé. 이따 봐. Lát nữa gặp nhé. Quân ơi, chơi bóng đá đi. Xin lỗi, bây giờ tớ không chơi bóng đá được. Tại sao không? Tớ có việc phải đi. Cậu đi đâu? Tớ đến lớp học thêm. Khi nào cậu xong? Khoảng 5 giờ. Chúng tớ chờ cậu ở sân bóng đá nhé. Lát nữa gặp nhé. 호이, 안녕? 여기서 뭐해? Chào Huy, cậu làm gì ở đây? 우진, 안녕? Chào Ujin. 여기서 친구랑 약속이 있어. Tớ có hẹn với bạn ở đây. 누구랑 약속이 있어? Cậu có hẹn với ai? 나의 반 친구야. Bạn cùng lớp của tớ. "너는 여기서 뭐해?" Còn cậu, cậu làm gì ở đây? 나는 여기서 일해. Tớ làm việc ở đây.
이 카페에서 알바하고 있거든. Tớ làm thêm ở quán cà phê này. 진짜? 여기 일은 어때? Thật sao? Công việc ở đây như thế nào? 좀 바쁘지만 아주 재미있어. Hơi bận nhưng rất vui. Chào Huy, cậu làm gì ở đây? Chào Uchin, tớ có hẹn với bạn ở đây. Cậu có hẹn với ai? Bạn cùng lớp của tớ. Còn cậu? Cậu làm gì ở đây? Tớ làm việc ở đây. Tớ làm thêm ở quán cà phê này. Thật sao? Công việc ở đây như thế nào? Hơi bận nhưng rất vui.